Chào anh em, xin được lại anh em trong video mới của channel Yato Việt Nam. Trong video này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu tủ đựng đồ nghề với chi phí kinh tế nhất có thể. Đây là một mẫu tủ mini, nhỏ gọn và giá thành hợp lý với chi phí khoảng trên dưới 8 triệu đồng các bạn có thể sắm được rồi. Và cũng như các sản phẩm khác của Yato đều được trang bị những cái thiết bị cơ bản và được đặt tính năng tiêu chuẩn của EU. Thì với kích thước của tủ khoảng 63, 45 và 93 cm, thì với khung hình của một người châu Á, thể hình một người châu Á, thì tôi có thể đứng và điều khiển nó rất là dễ dàng. Tủ có trọng có 7 ngăn kéo với các ngăn kéo 4 cái, 5 cái nhỏ, 5 ngăn kéo nhỏ và một ngăn kéo lớn và một ngăn kéo nhỡ. Thì tải trọng của những ngăn kéo này sẽ tương ứng như những ngăn kéo nhỏ này sẽ có thể chứa được khoảng 25 kg đồ nghề, và ngăn kéo nhỡ và to chứa được khoảng 35 kg. Bên thành sườn cũng có những cái ô mắt để chúng ta treo được những cái móc. Tủ có một khóa trung tâm, khi mà khóa vào thì tất cả các ngăn kéo đều được bảo vệ, không thể nào mở được ra. Bản thân khóa của Yato cũng chống trộm rất là tốt. Ngoài khóa của Yato ra thì rất là khó để dùng các thiết bị vật liệu khác để mở được. Nếu mà trong quá trình bị mất khóa thì chúng ta phải phá tủ ra thì mới mở được tủ đấy các bạn ạ. Bánh xe chúng ta sẽ có hai bánh sau có khả năng xoay 360 độ và hai bánh trước cố định. Hai bánh sau thì đều có khóa. Khi mà đỗ xe, đỗ ở trên vị trí không bằng phẳng, bị nghiêng thì chúng ta có thể khóa bánh lại để bánh không bị trơn trượt. Đây, quả lại thì xe như thế này. Đó. Đây là mặt sàn gỗ rất là trơn nên là bánh xe vẫn sẽ bị trượt. Nhưng bạn yên tâm, nếu như mà sàn bê tông hoặc sàn gạch thì điều đó sẽ không xảy ra đâu. Tủ vẫn như các model khác, được làm từ sơn tĩnh điện, sơn tông màu đỏ đen và được dán logo của Yato bên trên. Mặt tủ, một số những tủ khác thì được đặt lên trên mặt nhựa hoặc là mặt là bằng tấm gỗ ép, nhưng đối với tủ này, vì chi phí sản xuất tối giản để giá thành tốt hơn thì nhà sản xuất chỉ đặt trên đây một tấm cao su non thôi. Để trong quá trình sử dụng tùy vào nhu cầu, các bạn có thể cắt một tấm gỗ để ốp lên hoặc nhựa cứng để ốp lên thay vì cái tấm cao su non như thế này, để gia cố cái mặt này như kiểu một cái bàn nguội. Bên dưới cũng là một mặt thép sơn tĩnh điện. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi những cái bó chống tác động như tủ 55299, nhưng với chi phí thế này tôi nghĩ là hợp lý để đạt được có một chiếc tủ và tiêu chuẩn châu Âu, thép sơn tĩnh điện cao cấp và với kích thước tương đối là phù hợp với cả các gara ô tô hoặc là các xưởng sửa chữa. Chúng ta có thể setup thêm. Ngoài ra ngăn kéo cũng có những khe chờ này để gài những cái tấm thép để ngăn ra. Đó, chẳng hạn như đựng ốc vít, bu lông chẳng hạn, thì chúng ta có thể ngăn ra những cái rãnh ở trên ngăn kéo đây để bu lông vào, không bị lẫn lộn giữa các kích thước khác nhau. Hoặc là chúng ta có thể mua những cái khay mà Yato đồ nghề có để chúng ta để vào. Bản thân tủ cũng được thiết kế làm sao cho để được 3 khay. Tôi nghĩ là với chi phí khoảng 8 triệu thì các bạn có thể trang bị cho gara hoặc xưởng, như thế là hợp lý. Có thể cạnh tranh trực tiếp với cả các hãng của Trung Quốc luôn. Tôi vừa giới thiệu đến các bạn là tủ Yato IT09000 với mẫu tủ kinh tế của Yato.
với chi phí tương đối là eo hẹp thì các bạn có thể trang bị cho gara của mình. Các bạn có thể tham khảo các mẫu tủ khác ở website yato.vn hoặc là channel Yato Việt Nam. Đừng quên like và subscribe ủng hộ chúng tôi. Các bạn có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới để nhân viên chúng tôi chăm sóc và tư vấn, hoặc liên hệ với số hotline 0903 631 8800. Xin chào, hẹn gặp lại.